Chào quý bà và anh chị em. Hôm nay cùng toàn thể nước Úc, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa cho chúng ta được sống trong một đất nước quá thanh bình, giàu sang và phát triển. Đây là một đất nước đầy cơ hội, hạnh phúc, niềm vui và cũng có sự đau khổ trải qua bao nhiêu thế hệ. Chúng ta tới đây chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa hết chúc lành cho tất cả những người sống trong đất nước Úc này và những người đã ra đi để phát triển nước Úc này. Xin Chúa hết chúc lành cho họ và cho chúng ta nữa. Và hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: Domenico Bùi Hiếu Liêm, dỗ 5 năm; linh hồn Đa Minh, thân phụ của Sơ Minh Hiếu, dỗ 8 năm; Father Augustine Puthotha và
linh hồn Mara Nguyễn Thị Tý, cầu bình an cho nước Úc và xin một thánh lễ cho gia đình đi holiday được bình an và những người đi trong kỳ này. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện sự ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Với tâm thành chúng ta tạ ơn Thiên Chúa cùng với toàn thể dân nước Úc, cho dù họ có tin Thiên Chúa hay không tin, chúng ta cũng cảm tạ Thiên Chúa thay cho họ. Và những người đã nằm xuống, họ có đức tin hay không có đức tin, chúng ta cứ cầu xin Thiên Chúa ban cho họ được bình an và được nơi hạnh phúc trên nước thiên đàng. Xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, giống như sao thập giá chiếu trên bầu trời phương Nam của chúng con. Chúng con xin Đức Kitô mang ánh sáng tới quốc gia chúng con, tới dân cư của nó cũng như mới, và nhờ hồng ân cứu độ, xin biến đổi cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Cho đến ngày từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta, bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và đức công minh trong vườn cây ăn trái.
sự nghiệp của Đức Công Minh sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu. Dân ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng tri về người. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiêu tòa trên đất nước chúng ta. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tin nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tin nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban ân phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm ra mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người mỗi cách là vì lợi ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Phục thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Vì thế ta bảo các ngươi, chớ lo cho mạng sống các ngươi ăn gì, hãy lo cho thân xác các ngươi mặc gì, vì mạng sống chắc hơn của ăn và thân xác hơn áo mặc. Hãy nghiệm xem giống quả, chúng không gieo, không gặt, chúng không có kho lẫm, mà Thiên Chúa nuôi nấng chúng. Nào ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nào nữa hay không? Vậy nếu điều ti tiểu nhất các ngươi còn không thể làm,
Tại sao phải áy náy về các điều khác? Hãy nghiệm xem giống huệ, làm sao chúng không căn cử, cũng chẳng dệt thâu. Nhưng tại ta bảo các ngươi, Solomon trong cả vinh quang hoa đời của ông cũng không an phận sẵn tày một đóa hoa đó. Nếu có ngoài đồng, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống hồ các ngươi hỡi quân yếu tin. Các ngươi chớ tìm hỏi, các ngươi ăn gì, các ngươi uống gì, chớ bồn chồn lo lắng. Các điều đó dân ngoại nơi thế gian kiếm tìm, xong hãy tìm kiếm nước của người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. Đừng sợ, hỡi đàn chiên nhỏ bé, vì cha các ngươi đã khấn ban nước của người cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay ngày 26 tháng 1 là ngày Quốc khánh, ngày Australia Day, ngày nước Úc mà tất cả mọi người sống trong nước Úc này, chúng ta cũng phải tự hào, hãnh diện. Nếu mà so sánh với các nước khác, có thể nước Úc là một trong số nước trẻ nhất, hơn 200 năm. Mà chúng ta thì nhìn xem cái sự hình thành và phát triển nó qua từng giai đoạn. Và sự hình thành phát triển đó bởi tất cả những người di dân. Vào ngày 1 tháng 1 1901 là bắt đầu hiệp thượng khối thịnh vượng chung, là chúng ta thường gọi là chính phủ. Và cái chính phủ đó bắt đầu làm việc trên các tiểu bang. Và cái tiêu chuẩn mà chính phủ làm việc với ba tiêu chuẩn chính: tư pháp, hành pháp và lập pháp. Đó là cái căn nguyên để đất nước phát triển. Đó là mục đích mà chính phủ dựa trên nền tảng trí thức, tự do, nhân bản của con người để phát triển. Và chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, nếu mà chúng ta suy nghĩ, nước Úc có thể sánh ví với các cường quốc trên thế gian này. Rất mạnh về vấn đề kinh tế, mạnh về tất cả về mọi mặt, trí thức, văn hóa, nghệ thuật cũng rất mạnh. Cho nên chúng ta phải hãnh diện là những người di dân, chúng ta cũng đóng góp một phần nào cho nước Úc này. Và chúng ta thì nhìn xem, nhìn về quá khứ, dân tộc mà chúng ta thường gọi là người thổ dân. Từ khi mà tôi đặt chân tới nước Úc, tôi có được biết, và họ sống trên đây, sống trên cái hòn đảo Úc này hơn 60.000 năm. Và cách đây khoảng 3 năm thì một người khoa học khám phá ra một bộ xương, và họ nói là có thể dân thổ dân sống trên đất nước hơn 100.000 năm. Và họ di cư từ bên Ấn Độ qua. Đó là họ tìm lấy đi điên đây. Và chúng ta thì hình dung 60.000 năm hay 100.000 năm, dân thổ dân họ sống trên đất nước này, di cư qua bên này, lập nước bên này, lập quốc bên này, sống thành làng mạc. Rồi 1778 thì thuyền trưởng Cook đặt chân tới New South Wales là lần đầu tiên. Và đó là những người họ được sống gọi là da trắng nước Anh, là những tù nhân hơn 700 người mang qua bên này sống. Và từ đó nước Úc hình thành, trở thành một nước Úc, từng giai đoạn, từng lớp người di dân. Thật sự chúng ta thì nhìn, nếu mà chúng ta nghĩ về cái quá khứ lịch sử, chúng ta đừng có nghĩ về tại sao nước Úc thành lập một cách nó ngoạn mục như vậy. Đừng nghĩ về vấn đề chiến tranh, giết chóc, tù đầy. Chúng ta nghĩ gì về
hình thành của nước Úc để chúng ta có cơ hội chúng ta sống nơi đây. Nhìn về lịch sử thì bao thăng trầm đau khổ đã trải dài. Tất cả điều đó đã hình thành được nước Úc. Chúng ta không nên suy nghĩ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa cho những vị tiền nhân đó, cho những người đã nằm xuống để mà tạo nên nước Úc này, một nước Úc quá xinh đẹp, quá bao la. Một nước Úc hiện tại bây giờ khoảng 27 triệu dân trên tổng số khoảng 7.600 km vuông. Quá rộng lớn, đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Mà cái huy hiệu của nước Úc chúng ta đều biết, mang hình dáng con kangaroo với con emu. Con kangaroo với con emu này không có bao giờ đi lùi được. Cho nên nước Úc lấy cái hình hiệu đó để làm huy hiệu tượng trưng cho nước Úc. Đó là sự phát triển, lúc nào cũng phát triển, lúc nào cũng tiến lên về tương lai. Cho nên tất cả chúng ta là những người được định cư nơi đây, chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa khi chúng ta dùng tất cả những cơ hội, trí tuệ, khả năng như bài đọc thứ hai để cộng tác phát triển làm cho nước Úc tốt đẹp hơn. Ngày xưa, khi mà sống bên đảo, người ta nói, người ta đi Mỹ rất hãnh diện. Người ta đi các nước Đông Âu rất hãnh diện. Đan Mạch, Canada, Pháp rất hãnh diện. Đi Canada rất hãnh diện. Đi nước Úc hầu như là hạng chót. Và đi nước Úc, còn đi thành phố bẹt này nữa, càng không biết đến. Tôi cảm thấy khi mà nói tôi đi đâu, tôi nói tôi đi Úc, tiểu bang nào đi bẹt, tôi không dám nói là tôi đi bẹt. Tôi không có hình dung tất cả những hình thái hay là cái đời sống của nước Úc làm sao, không biết được. Nhưng khi mà qua bên này, tôi mới cảm nghiệm được cái hơi thở đầu tiên khi mà đặt chân xuống phi trường, tôi mới cảm nghiệm được cái tự do một đất nước quá thanh bình. Hồi xưa, mấy sơ mà qua thăm cha Thúy, các sơ qua thăm, và cha Thúy mới chọc các sơ như vậy. Mấy sơ qua bên này, á, đất nước nó không phát triển, cho nên khi mà lái xe từ phía trường trở về tới bên này, chúng ta hồi xưa không có điện trên đường. Bởi vậy, cha Thúy mới nói, bây giờ mấy sơ chúng ta phải dừng đây, chúng ta phải sắn quần lên, chúng ta đi bộ, lội qua con khe suối, rồi chúng ta tiếp tục đi. Mấy sơ nói, hả? Qua tới nước Úc mà còn phải lội suối mà qua băng băng qua đường như vậy sao? Người ta cảm nghiệm được cái nước Úc nó nghèo nàn, nó thô sơ, nó vắng vẻ, không phát triển. Chúng ta thử hình dung coi. Tất cả những điều đó, chúng ta ngay mường tượng, ngay từ chúng ta đặt chân tới nước Úc. Nhưng khi mà chúng ta đã sống ở nơi đây, chúng ta mới cảm nghiệm được cái điều đó hoàn toàn trái sự thật. Nước Úc là một trong 10 nước có thể chúng ta sánh ví đáng sống nhất trên thế giới. An sinh xã hội, văn hóa, chính trị và bình an, hạnh phúc. Tất cả những cơ hội đó ai cho chúng ta? Có phải những người tiền nhân họ đã lập nước, họ đã đặt nền tảng người dân để họ phát triển nước Úc? Cho nên tất cả những người đều có cơ hội để công tác, để làm phát triển. Bởi vậy, hình hiệu của nước Úc là con emu với con kangaroo không bao giờ lùi, lúc nào cũng tiến. Melbourne là một thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Brisbane cũng là một thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Và tiểu bang của chúng ta Perth là một thành phố gọi là đẹp, đáng sống trên thế giới. Tất cả những điều này ai tạo nên cho chúng ta? Có phải là cái sự quan phòng của Thiên Chúa ban cho tất cả những người được cơ hội sống trên đất nước này hay không? Mà đôi khi chúng ta tới đây, chúng ta rất thờ ơ. Chúng ta nhiều khi chúng ta lại lạm dụng cái quyền tự do, chúng ta lại lạm dụng cái cơ hội để làm trái ngược, làm bất bình an,
không hạnh phúc, làm đổ vỡ. Cái sự quan phòng đó mà Thiên Chúa chúng ta không nhìn ra, thì cái cơ hội đó nó sẽ đến với chúng ta hay không? Thì tất cả những người như chúng ta là những người có những khả năng riêng. Tại sao chúng ta không đóng phát triển cái nước ước này? Vì chúng ta gọi đây là quê hương thứ hai. Đã là quê hương thì chúng ta phải look after nó. Đã là quê hương chúng ta phải có trách nhiệm. Và quê hương là chúng ta gọi là nhà, là một tổ quốc. Bởi vậy, chính vì như vậy, tất cả cho dù học cao hiểu rộng hay là uyên bác làm sao, chính trị gia hay là thường dân, mỗi một người đều có cái quyền tự do ngôn luận, đều có quyền tự do phát triển, đều có quyền tự do mà đóng góp trách nhiệm của mình. Thì như vậy, nước Úc sẽ không bao giờ lùi, luôn luôn lúc nào phải tiến. Nhìn chung quanh chúng ta là một đất nước rộng thứ 6 trên thế giới, có 27 triệu dân mà thôi. Mà so với đất nước Mỹ là 333 triệu dân và đứng thứ 3 trên thế giới, thì cái quy số mà để chúng một người sống trong cái đất nước này, một km vuông thì có một người mà thôi. Thì như vậy cái tài nguyên, cái sự đẹp đẽ và ơn trên Thiên Chúa ban cho cái đất nước của này, nó quá bao la, nó vô hạn như vậy, thì tại sao chúng ta abuse nó làm gì? Thì tại sao chúng ta phải tranh giành tất cả những điều đó để làm chi mà làm tàn lụi nước Úc của chúng ta, làm tụi tương lai chúng ta? Tôi bảo đảm tất cả chúng ta nếu ý thức điều này thì chúng ta mới nhìn thấy được cái sự quan phòng mà Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta có cơ hội đến đây là một minh chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng cá nhân, cho những tiền nhân, cho những người nằm xuống, cho những người kế tiếp. Chúng ta là những viên gạch nối tiếp để phát triển nước Úc. Khi mà tôi ở Bassendean, giáo sứ Bassendean kỷ niệm 100 năm ngày Anzac Day, tôi có cơ hội để chia sẻ trước khoảng 4.000 người cái ngày lễ Anzac Day. Và tôi nói, chúng ta phải cảm tạ tất cả những người đã hy sinh cho chúng ta. Những người đặt chân tới đây, cho dù họ có chiến đấu, họ có chết chóc hay như thế nào, tệ đoan làm sao, đó là những con người đầu tiên. Đó là những con người mà hình thành nên nước Úc này. Đó là những con người chiến đấu vì lý tưởng, mang tình yêu, mang sự hòa bình cho thế giới. Họ đã nằm xuống. Thế thì chúng ta là những người đang hiện diện ở đây, chúng ta nhìn về quá khứ để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta nhìn về quá khứ để chúng ta chúc lành và cầu xin cho họ. Chúng ta nhìn về quá khứ để chúng ta cảm thấy hãnh diện vì họ đã hy sinh. Vậy chúng ta nhìn về cái cuộc sống chúng ta đã hy sinh, chúng ta đã cảm tạ, chúng ta đã chúc mừng cho chúng ta như thế nào hay chưa? Tất cả những điều đó là từng bàn tay, từng cá nhân, không phải là những người cao siêu, uyên bác hay là chính trị gia họ đã hợp thành một cái khối thịnh vượng chung như hôm nay. Nhưng đó là Thiên Chúa kêu gọi để họ đóng góp những từng khả năng của họ. Và sau khi đó, một bà thượng nghị sĩ tới: "Father, this is the best speech I have never heard." Tôi đã đi vào từng tâm trạng, tôi đã đánh động tâm hồn của họ để họ nhìn thấy chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta quên mất Thiên Chúa. Họ không còn nhớ Thiên Chúa. Cái xã hội nước ở chúng ta mừng kính hôm nay, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, nhưng đôi khi có những người quên mất cái tình yêu của Thiên Chúa, quên mất sự quan trọng của Thiên Chúa. Chính vì như vậy, tôi kêu gọi tất cả quý ông bà anh chị em là những người di dân, là những người di dân từng lớp khác nhau, từng thời gian khác nhau, chúng ta cũng phải hãnh diện.
Chúng ta đã đóng góp bao nhiêu cho cái đất nước này rồi. Và chúng ta đừng nói đủ, không bao giờ đủ. Tôi đã làm gì cho đất nước? Đừng nói đất nước làm gì cho tôi. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kiên một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kiên một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng chính Maria và đã làm người. Người chịu đau đớn vào thập giá vì chúng ta. Thầy quan phong Si-ô Phi-la-tô, khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đầy kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi nhận biết Đức Kitô là con Thiên Chúa, tin tưởng và phó thác nơi người trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây chúng ta thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin sau đây. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, xin phúc lành của Chúa tiếp tục ban cho Ngài sức mạnh, lòng nhiệt thành và can đảm để loan báo tin mừng của Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo của Úc. Xin ban Chúa Thánh Thần của Ngài soi sáng cho họ, để họ điều hành đất nước với sự tôn trọng, công bằng và sự thật. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho công dân nước Úc luôn biết bảo vệ giá trị truyền thống của đất nước này. Xin cho chúng ta luôn biết duy trì và phát triển trong sự quan phòng của Thiên Chúa, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn nơi mảnh đất này mà chúng ta sinh sống. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta kiên vững trong đức tin, quảng đại trong đức ái,
nhẫn nại trong niềm hy vọng. Nhờ đó, đời sống của chúng ta trở thành chứng tá và sự hiện diện của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta thật lặng cho một giây lát cầu nguyện cho những người đang đau bệnh trong cộng đoàn chúng ta được bình an và bình phục, và những người đã nằm xuống hy sinh cho nước Úc. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin thần khí Chúa giúp chúng con biết chung tay xây dựng đất nước này bằng sự công bằng, bác ái và huynh đệ. Người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, khi chúng con đến trước nhan Chúa với hoa màu của trái đất được làm ra bởi bao công lao của chúng con, xin cho những lễ vật này mang lại ơn phước trên đất nước chúng con và mang lại bình an cho tất cả mọi người sinh sống nơi đây. Người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc.
thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Từ thời thượng cổ, Cha đã làm cho đất nước này là nhà cho nhiều dân tộc và trở nên tảng đá sức mạnh cho họ. Khi họ đói, Cha ban cho họ lương thực, và khi họ khát, Cha ban nước cho họ ngay cả nơi sa mạc. Đối với mọi người, sự quan phòng của Cha, tin mừng của Đức Giêsu Kitô, con Cha, đã được công bố, đấng được Cha sai đến làm đấng cứu độ cho toàn thế giới, đấng đã mang bình an đến nhờ hiến lễ của người trên thập giá. Vì thế hôm nay chúng con kết cao lời ca tụng cùng với dân Cha đã chọn làm dân riêng, từ mọi chủng tộc và ngôn ngữ, mọi nơi và mọi lúc, chúng con hiệp với toàn thể các thiên thần trên trời đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài, những người đã hy sinh cho đất nước của chúng con Australia, và các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi cho chúng con và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy
được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Giuse, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh trước cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ sự tham dự vào bản tiệc thánh này, xin ban cho chúng con sức mạnh để cùng bước chung trong những đường nẻo chính trực và một ngày kia đạt tới trời đất mới mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng con trong Đức Giêsu Kitô, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em, chúc quý vị một ngày một đêm bình an. Cảm ơn. Và hôm nay trễ ngày nhưng mà Happy Australia đây.